Người thông cảm thì nhiều khi là tâm hồn tôi nó cứ treo ngược trên cành cây ấy. Cho nên là tôi cứ hay mơ màng. Nếu mà hát thì có đoạn nào dán nhấm thì mọi người bỏ qua. Còn mà cái đoạn nào mà không dán nhấm thì xin mọi người chàng vỗ tay an ủi. Đêm nay